Nhằm chào mừng hè cực nhiệt với những bom tấn chuyển nhượng trong bóng đá, FIFA 04 ra mắt sự kiện miễn phí Hè chuyển nhượng 2021, hóa siêu cỏ, săn siêu sao từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 năm 2021 tại summer.f4.garena.vn. Đây là cơ hội săn được các siêu sao 21 tiểu test hoàn toàn miễn phí cùng hàng loạt các quà khủng. Đầu tiên, anh em cần phải đăng nhập vào trang sự kiện để bắt đầu cuộc chiến chuyển nhượng với siêu cỏ máy. Bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ cực đơn giản mỗi ngày, đăng nhập vào game 10 phút, hoàn thành 2 trận đấu bất kỳ và chia sẻ trang sự kiện để gia tăng điểm chuyển nhượng và chiến thắng siêu cỏ máy. Với mỗi lượt hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được 100 điểm chuyển nhượng, tối đa 400 điểm mỗi ngày và các phần quà giá trị ngẫu nhiên miễn phí như thẻ cầu thủ Icon, 21 TOTS, 1 tỷ PP. Ngoài ra, khi huấn luyện viên đạt đủ mốc tích lũy điểm chuyển nhượng trước siêu cỏ máy, bạn sẽ nhận thêm quà tương ứng với mỗi mốc. Lưu ý, nếu chẳng may huấn luyện viên thua siêu cỏ máy ở mốc nào thì vẫn có cơ hội tiếp tục giành thêm quà những mốc sau. Đặc biệt, cơ hội sở hữu các siêu sao 21 TOTS cùng thẻ giảm giá 30% ở mốc tích lũy cuối cùng chính là phần thưởng ghi nhận sự kiên trì và chiến thắng trước siêu cỏ máy của các huấn luyện viên. Còn chần chừ gì nữa mà không tham gia ngay sự kiện Hè chuyển nhượng 2021 từ 20 tháng 7 đến 29 tháng 7 năm 2021 để tận hưởng mùa hè bóng đá cùng FIFA 04 tại summer.f4.garena.vn.